đủ thứ đủ điều hết đó thì như vậy đó, nhưng mà nó trớn bảo dữ lắm nha anh ơi, ghê lắm. Dạ, dạ ông có sức nữa ông. Theo tôi cho làm cho nó sướng thì nó theo thôi. Ông có sức nữa thôi nha. Tôi cho ngồi xử ông nha. Tôi đó nha. Tôi đang làm gì, tôi tìm tới nhà ông, tôi tìm ông luôn đó. Nè, tôi nói trước cho ông rồi nha. Tôi nói trước nha, mấy ông có tất nha, mà hãy đăng hình ảnh của tôi với con nhỏ đó là mẹ nha. Đó là đủ tôi cho ngồi xử nha. Tôi nói trước rồi đó nha. Đủ tôi rồi. Ông chỉ cặp với bài ông kiếm tiền chứ ông làm được cái gì ông ơi. Ông cũng vì tiền thôi. Tôi không có tiền bạc gì hết á, miễn là theo tôi là cung cấp cho tôi đủ ăn đủ chơi cho nó sướng. Lời nói đầu tiên cho Chọc xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị, và hiện tại Chọc đang có được cái thông tin có số điện thoại của Khôi, người con rể tương lai, đã lụm luôn người mẹ vợ và ôm một số tài sản đi theo. Thì bây giờ em sẽ mời tất cả quý anh chị đồng hành cùng em cái video này sẽ hiểu hơn về câu chuyện tên Khôi đã lâm luôn người mẹ vợ tương lai. Thì câu chuyện này như thế nào, mời tất cả quý bạn chị hãy đồng hành em cùng tiếp tục hết cái video này nha. Em gọi cho anh Khôi không chị? Em gọi cho anh Khôi. Alo. Dạ anh ơi, cho em hỏi số điện thoại này có phải là Khôi không ạ? Em cho em nói chuyện tìm hiểu cái thông tin tại sao mà anh dẫn vợ người ta đi vậy anh? Tôi nó sướng thì nó thay đâu. Nhưng mà người ta yêu cầu cầu cứu em nè. Tôi nói anh nghe nè, anh dặn lái máy bay anh cũng vì tiền thôi chứ chẳng có gì anh thích không? Anh động sai người rồi. Tôi đang làm gì, tôi tìm tới nhà ông, tôi tìm ông luôn đó. Ông chỉ cặp với ba ông kiếm tiền chứ ông làm được cái gì ông ơi, ông cũng vì tiền thôi. Thì đó là vì tiền thôi chứ ông làm cái gì bây giờ. Ông cho địa chỉ tôi tìm tới nhà ông luôn đó. Hồi sáng em có gọi cho thằng Khôi anh có gọi cho thằng Khôi không? Nó kết bạn Zalo với em đó nè, em gọi nói chuyện nó nói đấy. Với có tiếng nghe tiếng của vợ anh nữa. Thì đó thì đó giờ sự việc nó vậy đó anh. Có gì? Đó là nói là anh mỗi lần anh nhậu vô anh đánh đập vợ anh là tùm lum la hết trơn, có không? Rồi cái sự việc đó là không bao giờ có đâu anh. Ở đây là có con gái tôi nó ở suốt mà như vậy nhờ anh là làm sao mà kiểm soát hai người đó về tới đây là tôi cảm ơn. Không. Nó thiệt tình là con kiếm tôi luôn á. Tại vì hôm nay đúng ra là hôm nay đó là em đã hẹn anh là tối hôm qua là em xuống địa phương anh á, nơi anh ở để em xác minh cái sự thật như thế nào, đúng không? Rồi đúng rồi. Anh xuống đây là anh xác minh tất cả bà con ở đây đều hiểu, đều biết hết. Nếu mà thằng Khôi mà nó nói như vậy á, anh xác minh tại địa phương đây là anh mời nó về đây. Đó là nói là anh đánh vợ tùm lum tùm la hết trơn á, cho nên là mới là sự việc nản. Tại vì vợ anh cũng nói là ở với anh thầm một thời gian á thì anh có giống như là chuyện vợ chồng anh không làm được gì đó. Thì thằng này nó bả nó thẳng luôn mà, em có ghi âm đây nè. Rồi như vậy, nếu như vậy thì chắc có thể là nhờ anh về tới con kiến tôi luôn ấy. Dạ thì nói chuyện anh là chuyện vợ chồng anh làm không được nữa thì để cho bả đi tìm cùng một cái người mà để mà chuyện vợ chồng cho nó thoải mái. Tại vì cơ thể bả bây giờ giống như ta gọi là giống như ta gọi là gì ta, người phụ nữ đó ngày gì đó nó hồi xuân á. Nếu như vậy á, nếu nó nói như vậy đúng ra cái pháp lực ở đây á, tôi với bả có giấy kết hôn đàng hoàng. Nếu bả làm như vậy thì về đây đừng mà ra pháp lực đó.
Nhưng mà à, chứ kết hôn con kiến tôi đàng hoàng. Dạ, vợ anh nói như thế này nè, nó có nghĩa là không có ở chung với thằng Khôi, là bà đi làm ăn xa thôi, chứ không phải là ở chung với thằng Khôi. Nói như vậy thôi thì em nghe vậy thôi, tại vì em cũng chưa có hẹn ra. Tại vì gì? À, em cũng hẹn ra nhưng mà nó chưa trả lời. Như vậy là thằng Khôi nó nói hay là con vợ tôi nó nói như có, vậy? Có nghe tiếng vợ anh luôn, vợ anh nói luôn. Đó, như vậy là anh điện cho vợ tôi luôn phải không? Dạ, nhưng mà tôi biết đó là em gọi cho đó là giờ hai người. Sao anh? Dạ. Anh nói sao? Đó là tôi biết bây giờ á, hai người bị gì á, sắp đặt cái âm mưu ở đây á, là như vậy. Có con tôi như vậy anh xuống đây anh xác minh này kia tất cả rồi con kiến tôi này kia chứng kiến mới biết đó là bà vợ tôi á, mười mấy năm nay không bao giờ mần động một móng tay cái gì nhất á, tôi chưa quýnh đập một bạt tay mà. Thì nói chung là em nghe cái tình hình bên đó người ta nói như vậy đó, thì em phải xác minh nữa. Tại vì hôm đúng ra hôm nay là em đã xuống xác minh, nhưng mà anh nói anh đi chào Vinh này nọ đó, thì sáng cuối cùng em chạy tới cho cầu Mộc Hóa rồi. Giờ anh đang ở Mộc Hóa phải không? Em chạy về rồi, anh nói sáng em coi lại tin nhắn của anh, nhắn lúc 5 giờ sáng nói là anh bận công việc gì đó cho nên em đúng rồi, đi về rồi. Dạ đúng rồi, đúng rồi, con tôi nó kêu tôi về dưới rồi hồi sáng giờ á, rồi nó nghe nó cũng hơi lằng xằng rồi tôi có nói lại thôi chắc có thể không ấy, ngày mai cho đi chứ gì. Dạ, giờ sao giờ anh tới với con anh chưa? Dạ nói chung là chưa anh. Chưa tới hả? Con anh có nói gì không? Con tôi á thì bây giờ á nó nói với tôi á thì bây giờ nếu mẹ chấp nhận như vậy rồi thì cứ thôi bỏ đi, bị gì bây giờ á đó, gia đình này đâu có trật cái gì đâu đó, như vậy đó mẹ đã bày ra sự âm mưu gì, mẹ muốn đi theo cái thằng đó thì mẹ đi luôn đó, con tôi có nói mà đó rõ ràng chứ không có nói là quýnh đập cái gì, bị gì. Nếu mà một người mẹ biết suy nghĩ mà đứa con nó nói như vậy á, thì như vậy á, là bà mẹ phải biết suy nghĩ đó. Còn cái này là bà mẹ cứ khăng khăng mà đi thôi. Ở đây bây giờ anh cứ việc anh xuống đây anh xác minh tất cả rồi anh hỏi vòng vòng đây thử coi là vợ tôi rồi con tôi rồi tôi sống cái nề nếp nó như thế nào thì anh sẽ hiểu hết tất cả luôn. Rồi hàng xóm của anh là có biết câu chuyện như thế vợ anh cặp với người đó chưa? Có ai biết câu chuyện đó? Dạ như vậy á là cái câu chuyện đó là nó mới xảy ra đây thì vòng vòng ở đây người ta biết thôi đó, đó là như vậy là bả cuốn đồ đi theo cái thằng đó thôi đó. Yeah. Rồi như là nếu như vậy là anh ghi âm lại như vậy là vợ tôi nó nói bây giờ nó ở chung với thằng đó như vậy phải không? Không phải ở chung, bả nói là vợ anh là đi làm ăn chứ không phải là nó là ở chung đấy. Thì thôi tôi nói thiệt với anh, cái thằng đó nó lừa dữ lắm, nó lừa không biết bao nhiêu người, nhưng mà tất cả bạn bè tôi đều nói nó là nó lừa, nó nói sao cũng được, nói xui cũng được, nói ngang cũng được, mà nó nói cỡ nào nó nói cũng được hết. Dạ thì đó. Cái hôm qua em đăng tải cái video mà giữa mà hai anh em mình nói chuyện á thì khán giả dạ. Bình luận nói là thôi cái người phụ nữ người vợ anh như vậy đó thôi bỏ đi. Thì cho em hỏi thêm một vấn đề tí xíu được không anh? Là có nghĩa là cái người này là người lúc trước là nhận anh là làm tía, là có nghĩa là cha nuôi đúng không? Đúng rồi. Bởi vì nó kêu tôi bằng tía thì cho nên tôi cứ nghĩ rằng là thôi cũng như là nó tuổi nó bằng con mình, nó kêu mình bằng tía, nó đâu có gì đâu sai phạm đâu anh. Yeah. Đúng không? Rồi hình như là em có nghe được là cũng như là không biết như thế nào mà anh gia đình anh cũng xuống bên cái thằng đó đúng không? Đúng đúng đúng, cái đó là cái lời hứa của tôi, là cái lời hứa tôi đi xuống dưới chơi, nó rủ á tía đi xuống dưới nhà con chơi để cho biết nhà. Yeah. Thì như vậy á là tôi đi xuống dưới để chơi cho biết nhà thôi, rồi cũng nói chuyện với cha với mẹ nó là cũng nói qua lo chơi thôi, chứ còn nói về cái kết thúc mà nói hô mà cưới hỏi thì nói chung là tôi không có. Là bên kia có gợi ý là cho hai cái đứa con mà đến với nhau không? Như vậy là chỉ có bà xã thôi, là bà ỷ quyền bà làm gì bà làm thôi đó, bà ỷ quyền bà không thông qua tôi được cái gì hết chứ đó. Có nghĩa là ở nhà anh là vợ anh nắm hết tất cả luôn, quyền quyết định luôn hả? Thì đã tôi nói như vậy là bà bá quyền, bà muốn làm sao bà làm, thì thành thử ra con gái tôi nó sợ cho nên nó không dám nói tôi, nhưng mà nó điện hai anh nó về để mà có hai anh nó can thiệp vào. Yeah. Đó.
Thì như vậy là cũng như là chưa có hứa hôn gì, chỉ có vợ anh hứa hôn với bên kia thôi, với người gọi là... Đúng rồi anh. Là toàn bộ vợ tôi thôi thôi, chứ còn ngoài ra là chưa có cái gì nhất mà để dính níu hoặc cái gì nhất. Như vợ anh nói là chuyện mà vợ chồng anh khi 4-5 tháng anh mới làm lần, khi không có làm luôn, cái đó là có hay không, nói là bả đang hồi xuân này nọ đó, thì cái đó đúng hay không anh? Đây, để tôi kể anh nghe. Bây giờ á, vợ tôi á, nó bệnh ha, tôi thương, tôi cưng gần chết luôn. Vợ tôi nó bệnh, nghe không? À, tôi cắm đầu, tôi đi mần hết đầu này tới đầu kia để đem đồng tiền về, đừng chi lo cho vợ, cho con. Đó. Như vậy mà nếu bây giờ vợ tôi mà nếu mà nó nói một câu thật sự với anh như vậy, nếu về có mặt ở đây và có con tôi đó, vợ tôi là một câu nói rất tàn nhẫn luôn á. Dạ. Nói thiệt. Thì em tôi nói thật luôn. Là nghe chị nói như vậy thì em cũng không biết, tại vì em cũng chưa có gặp chị nữa. Và anh em cũng chưa gặp đúng rồi đó, cho nên là nếu chị nói bằng trong cái điện thoại cho anh nghe thì như vậy, nếu có làm sao mà mời chị về đây được, có mặt con kiến đây nè, đó cái đó nó mới đúng ba mặt một lời, nó mới đồng hành là ở đây và có bà con láng giềng ở đây luôn. Tại vì tôi nói thật với anh á, vợ tôi nó có cái bệnh nè, lên huyết áp nè nha, nó bị về bao tử này kia á. Tôi nói thiệt á, là gia đình này á, con kiến tôi và tôi đều lo như vậy, kêu đi bác sĩ nhà thương không bao giờ đi anh, nói thẳng luôn không bao giờ đi đó. Nhưng mà sự cố này xảy ra như vậy á, đi ra nói người ta là bà không có bệnh hoạn gì hết đó, anh thấy như vậy nội cái lời nói như vậy thôi là anh thấy bây giờ về đây anh cứ xác minh đi, nói thiệt luôn. Có nghĩa là trong người của vợ anh có bệnh, nhưng mà khi hàng xóm thì nói ra, hàng xóm thì nói là không có bệnh hoạn gì hết. Thì bây giờ bà đi ra ngoài đó thì bà đi với thằng đó thì là bà nói với thằng đó nó nói như vậy á, là bà có bệnh hoạn gì đâu, tại bà giả giờ đừng mà thầy mà để bà có chuyện bà đi mới được đó. Thì thôi giờ tôi, anh nghĩ bây giờ tôi còn cái gì nữa để nói. Dạ, thì hồi tối anh có nhắn tin cho em là nói là bán đất, mà đất đó là của bên ông và vợ anh hay sao? Ông và vợ tôi hồi đó ông còn sống á, là ông cho hai vợ chồng tôi. Yeah. Nó cho gành, ông nói cho hai vợ chồng. Nhưng mà cái đất á nó vào cái trái định cư rồi, nghe không? Dạ. Đó là người ta đã có đền bù rồi, nhưng mà như vậy người ta có tái định cư lại là cho hộ gia đình đó. Dạ. Tái định cư lại luôn nền đấy. Như vậy thì nói chung là toàn bộ là bả nắm quyền thôi, chứ còn ngoài ra là bả không cho tôi muốn biết những sự việc gì hết. Đó. À, vậy là có đất riêng ha. Vậy là bả có đất riêng cũng khổ lắm nhưng tôi không nói ra. Dạ, nói chung là đất đó là cũng như là của vợ anh rồi, tại vì cô ấy đứng tên mà. Cái đó thì trong đó thì đó trong cái sổ sách đó là đứng tên là chỉ có là ông và vợ tôi đứng tên, là khi ông mất là không có ủy quyền cho ai hết, là cái đó là chỉ còn cái phần đó lại là để mà chia ra đó, là như vậy á, vào cái khu quy hoạch người ta đã đền bù, người ta đã hẳn hồi rồi, nhưng mà người ta sẽ có gấp lại là tái định cư. Yeah. Đó, nếu ai nhận thì không lấy tiền nữa đó, còn nếu ai lấy tiền là không có nhận. Thì hôm qua em đăng tải lên á, thì có rất nhiều khán giả người ta nói là anh á, là mang cái thằng này về là giống nhà nuôi tay cái gì ta gọi là rước quỷ về nhà đó, thì anh có xem được đúng rồi mình anh không? nhưng mà mình á, tôi nói anh, mình sống cái sự đời á thì tôi đâu có nghĩ rằng là nói như vậy anh. Yeah. Đó, mình chỉ đối xử với con người làm sao mà cho nó có nghĩa có tình, rồi nó có cái này cái kia với xã hội, với tôi tấm lòng tôi nó rộng lượng lắm anh, chứ không phải mà như người ta đâu. Cho em hỏi là cái khúc mà lúc mà anh mà làm trên quận 7 đó, thì anh quen với người này, lúc đó người ta muốn người thằng thanh niên đó là muốn về nhà anh đó, là có biết anh nhà anh có con gái không? Dạ như vậy á, là cái thời đó là mới nó chưa biết, nhưng mà có ông bạn tôi á, nghe không, ông bạn của tôi nè, ông mới nói á, ông còn đứa con gái Úc nha, anh nghe cho kịp. Dạ. Đó là ông nói còn trời ơi ông vậy chứ còn đứa con gái Úc ngon lắm á mày,
đó thì ông bạn tôi ông nói vậy cho nên nó mới biết thôi. Dạ, yeah, mà không ngờ là hốt luôn vợ anh luôn. Thì đó mới bởi như vậy, nhưng mà tôi không biết là vợ tôi cái đầu óc nó suy nghĩ như thế nào tôi không biết thôi. Chứ bây giờ á, đó tôi lo cả đời rồi còn cái gì á, bả sung sướng bả không có mần động đầu móng tay bị gì bệnh thế. Như vậy á là rồi đưa đi nhà thương là cũng đôi ba lần rồi. Đấy, nhưng mà thuốc men về bả không bao giờ bả uống. Dạ. Yeah. Bả nhét không à. Đấy. Cho nên con tôi nó thương bà dữ lắm, nhưng mà bây giờ bà làm như vậy là con tôi nó hết thương luôn rồi, chứ còn gì nữa là thương. Nó thiệt, tôi nói không phải nói, anh về đây đi rồi bắt đầu anh sẽ kiểm chứng hết ở đây, toàn bộ ở đây người ta nói cho anh nghe. Không bao giờ người ta nói sai đâu, cái xã hội ở ngoài mà. Thì em cũng muốn xuống anh rồi, hôm nay là em định xuống và em chạy tới cầu Mộc Hóa rồi. Bởi vì tôi muốn như vậy, bả với cái thằng đó về đây nè, đó nói chuyện với gia đình ba mặt một lời đàng hoàng. Đó, như vậy á, những gì bả nói với anh, đó, và anh ghi âm lại như thế nào đó, như vậy anh cứ việc mở lên để mà cho mọi cái xã hội ở đây, mọi người nghe đều nghe một chút, và con kiến tôi đều biết một chút, đó là cái điều duy nhất đó. Thì nói chung là về là không biết là Khôi với vợ anh có về hay không, nhưng mà em sẽ tìm cố gắng giúp anh để mà giống như là cho ba mặt một lời để giải quyết cái câu chuyện này xong. Tại vì rất là nhiều cô chú anh chị bình luận như cái khi mà em đăng tải đó, thì nói cái hạng người này thôi bỏ đi, cặp với một trai trẻ như vậy đó thì mai mốt thì hết tiền thì người trai trẻ này cũng đẩy ba ra thôi. Nhưng như vậy tôi chỉ sợ nhất anh, như vậy nó còn dính níu về cái lực hôn nhân ở đây. À, không giải quyết không đâu đó hẳn hồi gì hết. Nếu bà lỡ có thân tàn ma dạy hay hoặc cái này kia là như vậy, cha con tôi còn dính níu. Dính níu là sao? Bị gì hôn nhân là cũng không xử không gì hết ha, hoặc cái gì tất cả đều còn dính níu hết. Dính níu là bây giờ cái gia đình tôi tại sao cái bà này như thế này, bị chúng giết ha, hoặc là bị sự cố gì hay như thế nào, thì thành thứ bây giờ chúng tôi không biết. Bị giờ đi là cắt đứt liên lạc với con kiến này kia, mà con kiến có tội tình gì mà bả phải cắt đứt hả? Có nghĩa là mà cả tôi có tội tình gì đây, chặn tất cả các số điện thoại về con cái luôn ha, không nghĩ tới con cái không luôn. Rồi không còn nghĩ đến con cái là cái gì, dứt đấy đó, chặn dứt hết. Tại vì bây giờ bả cả dòng cả, bây giờ tôi nói thiệt với anh, cả một người anh của bả ở bển cũng vậy luôn, là người anh của bả, con tôi nó báo như vậy, người anh của bả nói tao trông nó về được tới đây tao dần cho nó thấy đó, nó cỡ đó đó anh. À, có nghĩa cái là bên vợ anh là biết cái vấn đề này rồi đúng không? Đúng rồi đó, bị con tôi nó báo là như vậy đó, đó mẹ con như vậy đó. Thì nó mới hỏi mẹ con á đi vậy rồi có về với mấy cậu đồ không, nhưng mà mấy cậu nó không có, không bao giờ có, nhưng mà bây giờ là đâu cậu điện hay hoặc này kia thì không điện được, bị gì đã chặn hết mà, khi đi là chặn dứt. Dạ hồi sáng thì em có gọi cho chị Phượng là vợ anh á thì đổ chuông nhưng mà tắt máy. Em gọi 3-4 lần đổ chuông mà tắt máy, nhưng mà em gọi cho thằng Khôi thì gọi được, em kết bạn Zalo vẫn được, nói chuyện rồi như vậy nếu anh gọi nữa là dứt phát nó sẽ phá cái số điện thoại của anh. Nhưng mà bây giờ anh ấy, cái thằng đó đó làm sao á, anh bắt nó dắt đi tới cái chỗ của bả, nó như vậy thôi, chứ còn không là không bao giờ được đâu. Thì nói chung là nó, anh gọi cầu cứu em bây giờ, là em làm vấn đề này nè, em làm vấn đề là em sẽ đến tiếp cận bả với thằng Khôi này để mà xong rồi nói chuyện trực tiếp với anh, tại vì em cũng không có quyền để mà em bắt thằng này, anh hiểu không? À, lúc đó là em biết địa chỉ rồi, xong rồi em sẽ gọi điện cho anh lên để em xác minh rằng có phải như vậy hay không, và em phải đưa thông tin hai bên chứ không phải em đưa một bên, tại vì câu chuyện này mỗi một anh bên nói khác, là bên phi công trẻ đó nói khác, cho nên là em cũng không biết như thế nào. Tôi cũng rất mong muốn nếu mà bắt gặp được luôn tại chỗ là tôi lên con kiến tôi đồ lên đầy đủ luôn anh. Dạ. Yeah. Giải quyết luôn. Nói thẳng luôn. Thì nói chung là nghe cái tiếng của một người phụ nữ nói chuyện mà không biết có phải là vợ anh hay không nha. Đó là nói với em, anh nói là anh như chuyện vợ chồng anh này nọ gì đó, anh không đáp ứng được gì tùm lum tùm la hết trơn. Tại em cũng không tiện nói ra đây, vấn đề đó thì giữa anh với vợ anh biết chứ thật sự bọn em cũng đâu ai biết.
Đúng rồi, như vậy á, tôi nói thiệt anh á, vợ tôi nó không bao giờ nó nói một câu tàn nhẫn như thế vậy đâu, nhưng mà tôi biết, nhưng mà nếu nay á, như vậy á, nó mắc lừa cái thằng này, nó mắc bùa mắc phép gì á, nó nghe lời thằng này thì thôi tôi cũng đành lòng anh, nói thật luôn. Dạ, cũng như đó. Mà hôm qua anh nói đó là ai gọi điện thoại mà nói hai người ở khách sạn ở Tân An á, nhớ không? Thì nói nằm đi vợ anh nói sướng phê đúng, quá đúng. Gì đó. Đó đúng đúng như vậy á, bị gì có người điện nói tôi sao gì kỳ vậy chú ba, bây giờ thằng Khôi nó nói như vậy đó rồi sao không? Đó. Dạ, thực sự nó cũng khó tại vì em không muốn gặp xác minh thực sự là có phải là người phụ nữ là nói chuyện với em là vợ anh hay không nữa, có khi một cái người nào khác khi công kích anh em mình không chừng, cho nên là mình phải xác minh đúng. Kỹ đã. Đúng. Đúng rồi, anh làm sao anh mằn mò được ha, hoặc này kia đó là cho tới đi tới luôn, theo dõi cho tới luôn á là anh mới biết cái sự việc, đừng mà cho nó gọi rõ ràng, nó gành mạch cho anh. Dạ, tại vì hôm qua em đã đăng một cái mong muốn vậy. Em đăng một clip rồi. Dạ. Và đúng ra sáng hôm nay em sẽ xuống với anh trực tiếp để mà ngồi nói chuyện với anh luôn. Nhưng mà anh có bận việc anh đi trà Vinh gì đó. Thì khi nào anh lên thì hẹn ở đâu đó thì anh em của em sẽ xuống dưới để mà xác minh nói sự thật đấy hay không, rồi sau nữa em sẽ xác minh bên Khôi với bên vợ anh nữa. Rồi nếu như vậy á là bây giờ á là tôi quay lại là tôi về là ngày mai tôi ở nhà đây nè. Dạ, có nghĩa là ngày mai anh có mặt ở Long An đúng không? Đúng rồi, ở tại nhà tôi luôn đó. Dạ, tại vì ngày mai không biết là em có đi tìm cái gì Bến Tre hay không, có gì ngày mai em sẽ hoặc là tối nay em sẽ nhắn tin cho anh biết ha. Dạ, cảm ơn anh. Nhớ đừng cho em lâu, bọn em lâu cây nha, em chạy xa lắm, cả trăm cây lận á. Dạ không có đâu anh, nhưng mà tại vì nhờ anh cái câu chuyện đừng cho nó rõ ràng ra chứ giờ. Dạ, bởi vì nói chung cũng khổ đời con gái của tôi á, nó bây giờ á, nó nói thôi mẹ giờ bỏ đi, giờ hết thương rồi thôi. Đó, anh thấy như vậy đó. Tại sao khổ đời con gái anh là sao? Nó khổ là mang cái tiếng mà mẹ phải đi theo cái thằng đó đó, anh hiểu không? Nó như vậy á, là đặt cái vụ cái xã hội ở ngoài người ta nhìn vô tới trời tưởng sao. Mẹ con nhỏ đó giờ đi theo cái thằng trai trẻ đó, bởi thành thử ra nó tủi cái thân của nó anh, chứ không phải là cái gì. Dạ. Nếu mà anh cũng may mắn á, nếu mà anh mà chấp nhận mà gả cho con anh với thằng đó là sau này nó lụm luôn con anh, là lụm luôn mẹ vợ luôn rồi. Nó còn không, đã tôi nói thiệt với anh, tôi đã nhìn thấu rồi, là khi tôi phát hiện là tôi nhìn thấu, là tôi thấy cái thằng là nói không phải nói gì, tôi nói xin lỗi anh là cái thằng xài không được, nói vậy thôi. Dạ. Yeah. Hiện tại là anh với chị gì đó là còn có cái tài sản nào chung không? Bây giờ nói chung với anh ấy, giờ không có còn cái tài sản gì chung, chỉ có cái nhà đây giờ tôi ở đất đầu đó là chuẩn bị tôi dỡ đi đó, là tôi về với trà Vinh đó, rồi tôi xin phỉnh đất rồi tôi làm cái trại rồi tôi ở thôi đó, với con gái tôi mà dòng, tôi mặn được tới đâu tôi nuôi nó tới đó thôi. Chứ dòng vàng lúc trước mà chị cầm theo cái tên Khôi đó là cái đó tài sản chung hay tài sản riêng của chị? Cái đó là tài sản chung, bị gì khi đền bù này kia là cái phần của cha mẹ vợ cho đó, là cái đó là cái tài sản chung. Yeah. Bây giờ cũng của chồng công vợ, bị hồi nào giờ là tất cả bên vợ tôi đều công nhận tôi là bây giờ con kiến tôi này kia, mấy cậu nó đậu này kia dỗ quả về hàng năm chứ đâu phải không anh. Yeah. Tại vì hồi lúc trước anh với chị là tới với nhau là cũng có giấy kết hôn phải không? Có giấy tờ kết hôn đàng hoàng, bây giờ á nó chỉ còn cái hồ sơ gốc nó nằm ở ngoài xã, bây giờ bả mang luôn cả giấy kết hôn bả đem bả hủy diệt rồi thì giờ á là làm sao đây, tôi lục ra không còn đó. Thì bây giờ á tôi có ra trình bày ngoài ủy ban rồi, ủy ban nói đi qua làm cái đơn lại thì qua bên kia người ta chứng nhận lại cái hồ sơ gốc đó là giấy kết hôn đàng hoàng mà anh. Thì nói chung bây giờ em nói anh nghe nè, thôi cái người bọn em sẽ cố gắng để mà cho ba mặt một lời để về giải quyết cho cái vụ mà ly hôn anh xong rồi, bả muốn cặp với ai thì cặp với anh ha. Đúng rồi, cái gì cho nó ra cái đó đúng hết rồi. Đàng hoàng như vậy, có mặt con kiến tôi chứng kiến đâu đó đầy đủ đàng hoàng rồi, như vậy bả cứ việc đi không có gì hết. Dạ, với phần nữa là bả quen thằng trai trẻ này làm quá cho nên là bả quên hết tất cả gia đình cũng như con cái rồi.
đúng không? Thôi cái chuyện đó thì, dạ. Cái chuyện đó tôi không quan tâm vô đâu anh ơi. Dạ. Nói thẳng luôn không quan tâm vô đâu. Thôi có người như vậy thôi bỏ lên đây để em sẽ giúp anh làm vấn đề này ha. Rồi em có gì em có thông tin gì em sẽ gọi cho anh. Nếu mà tối nay em sẽ nhắn tin có gì nếu mà ngày mai em đi được thì em đi. Nếu mà em đi không đi Bến Tre thì mai em xuống anh nha. Có gì tối em nhắn tin cho anh. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ.